Xin chào anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc xin giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ở phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà của chúng ta có vị trí là góc 2 mặt tiền, thuận tiện để quý anh chị buôn bán, mở tạp hóa, mở tiệm nail, mở spa. Từ vị trí căn nhà chúng ta 50m là chúng ta sẽ ra tới đường Vườn Lài nối dài, và thêm 300m là chúng ta sẽ về quốc lộ 1A ngay ngã tư Vườn Lài. Và đây là mặt tiền chính căn nhà của chúng ta. Căn nhà có diện tích là ngang 3 và chiều sâu là 8, được thiết kế một trệt một lầu. Tầng trệt thì phòng khách, phòng vệ sinh và nhà bếp. Tầng lầu là hai phòng ngủ và nhà vệ sinh với hệ thống ban công phía trước, và được chủ chào bán với giá là 1.300.000.000. Căn nhà nằm góc 2 mặt tiền, được thiết kế với không gian mở, thuận tiện cho chúng ta buôn bán kinh doanh, nhỏ lẻ rất là ok nha quý anh chị. Đây là cầu thang thông lên tầng 1, phía dưới là nhà vệ sinh và phía sau cùng là nhà bếp. Căn nhà thì với tông màu trắng sáng và xung quanh được gia chủ ốp gạch lên 1m2 xung quanh nhà, rất là sạch sẽ. Đây là nhà vệ sinh tầng trệt và phía sau cùng là nhà bếp. Bếp thì cũng được gia chủ lót đá hoa cương. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta có diện tích là ngang 3 và chiều sâu là 8, được thiết kế một trệt một lầu và được chủ chào bán với giá là 1.300.000.000. Giá này chủ hứa cũng sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Nếu anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà, và chúng ta sẽ được gặp trực tiếp với chủ để làm việc. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan tầng 1, có hai phòng ngủ phía trước và phía sau. Đây là phòng ngủ nhỏ nằm ở phía sau, có diện tích là 3x3. Một căn nhà bé bé xinh xinh, có diện tích là 3 và chiều sâu là 8, và được chủ chào bán với giá là 1.300.000.000. Với công năng sử dụng là một phòng khách, phòng bếp, và phía trên lầu là chúng ta có hai phòng ngủ phía trước và phía sau, rất thích hợp cho những đôi vợ chồng trẻ mới ra riêng. Nhà chúng ta có ban công phía trước khoảng 1m nhô ra ngoài, rất là rộng nha. Nên đây chúng ta có thể phơi đồ, trồng cây. Nhà của chúng ta thì nằm góc hai mặt tiền, thuận tiện cho quý anh chị mua bán kinh doanh tạp hóa nhỏ lẻ. Đây là phía ban công bên hông cũng rất là rộng nha quý anh chị. Xung quanh dân cư thì ở kính. Tí nữa Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí căn nhà của mình chạy thẳng ra đường Vườn Lài nó dài và về quốc lộ 1A ngay ngã tư. Đây, bây giờ Phúc sẽ chạy từ căn nhà ra tới ngay ngã tư Vườn Lài quốc lộ 1A cho quý anh chị xem nha. Chỉ 300-400m à. Toàn bộ là đường bê tông, có chiều ngang là 4-5m, rất là rộng nha quý anh chị. Phía trước là chúng ta là đường Vườn Lài nối dài, chạy thêm khoảng 200-300m là chúng ta sẽ về tới ngã tư Vườn Lài An Phú Đông, và thêm 1km là chúng ta sẽ về tới Gò Vấp, và thêm 2-3km là chúng ta phải về tới sân bay Tân Sơn Nhất nha. Một vị trí rất là đẹp cho một căn nhà nhỏ, có giá cũng rất là tốt, chỉ 1.300.000.000. Nếu quý anh chị quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video review căn nhà có diện tích là 3x8, một giá 1.300.000.000, nằm ngay gần ngã tư Vườn Lài, An Phú Đông, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những khung giá về nhà và đất ở phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.